Diễn. Ây da. Ây da. Đâu? Anh ráng chịu chút xíu đi. Bây giờ em phải sát khuẩn chứ không thôi nó nhiễm trùng á. Trời ơi. Chứ Tư Đa cũng giả mang thiệt luôn á. Nè, con này mày lý sự ít thôi. Giúp người giúp lẹ lẹ đi rồi con đi công chuyện nữa. Nhà bao việc kìa kìa. Trời nén đi. Lên nè. Ra. Nhà em, tôi nói đến thế rồi mày la cố chấp vậy nhá. La không tin á, không có bệnh. Chút chút nữa biến thái với tôi. Thiếu Huyền qua đây đứng nghe đi. Đứng xét mới xong chưa vô đâu. Đứng xét mới xong anh. Thiếu Huyền giờ qua bên anh đây. Bên này. Bây giờ cho giờ qua hẳn bên kia đúng không? Bên phải là. Sao nắp qua đây được không? Đúng đúng bên này vô. Cô 7 mà cô ruột. Hai người bỏ đây đây cũng không? Là của sự đẹp ảnh đầu tiên trong đó. Cô thôn nữ, cô thiếu nữ.